Rồi xin chào các bạn ha, thì xin mời các bạn cùng xem một cái cây mai của mình nè các bạn, bạch mai nha. Thì này là chơi tết cái cục ghê, để mình quay cái bông búp cho các bạn coi ha. Rồi trước khi mà xem cái bông nó nở thì mình sẽ quay bông búp cho các bạn coi, rất là xài bông nè các bạn. Dòng này là bạch mai bình thường, năm cảnh thôi. Cây này trồng lâu rồi các bạn, 7-8 năm rồi. Ở trong cái chậu này mình uống theo cái dáng lông mà các bạn thấy không? Giờ nó tháng này thì nó xuống lá trời các bạn ơi. Nhưng mà thật sự cái bông búp này rất là ok nè các bạn thấy không? Này chưa lật lá các bạn ơi, tại vì bông búp nó rất là to nè các bạn thấy không? Tầm khoảng theo cái này thì tầm khoảng 23 các bạn, cỡ 22 23 mới lật lá được. Mũ rất là to nè. Bông dày luôn các bạn ơi, nó nở ra gỗ nè. Ha. Thế này nếu mà nó nở một cái thì rất là ok luôn, bông búp đầy luôn các bạn. Lý do là do cái trong cái tháng 5 á, trong cái tháng 9 đến tháng mà từ tháng 6 đến tháng 9 á, mình bón lăng các bạn, tập trung bón khoảng chừng 3 đến 4 lần các bạn ơi, một tháng mình bón 1 lần nè. Thì bây giờ nó còn cái lăng nữa nè, các bạn thấy không, nó trắng nữa nè. Thì đây là những cái lăng nè, lăng của mà mình bón nha. Đó, thì đây là nuôi nụ thì mình phải nuôi cái từ xa các bạn ơi. Nó thì bông búp thì rất là dày, xay luôn các bạn. Cái này phải nói là xay luôn chứ không phải là dày nè, nó rất là nhiều ha. Cái này cái mai rắn lông mình uống từ nhỏ tới lớn luôn nè các bạn. Nói thì đây là những cái phân mà lăng nè, mình đã bón nè các bạn. Thì giờ mình sẽ không có bón nữa ha, mà mình chuyển qua nuôi cái ly vậy. Đó thì bài bông búp nè, bông rất là xay nè các bạn. Bạn thấy không? Đó, bông nó rất là xay nè, năm cánh thôi, khoảng chừng 3 ngón tay nè các bạn, nhưng mà một chùm nó nở ra rất là nhiều nha. Đó, những bông này là mai nó nở hết rồi, một chùm nó nở ra tầm khoảng 6 đến 7 bông á. Cái này thì 6 cánh nè các bạn, cái này 5 cánh, nhưng mà nó trắng thì nó trắng tinh nha. Đó, nhìn cái bông rất là đẹp. Thì trong vườn mình chỉ chơi một cây này thôi các bạn, không có chơi nhiều ha. Thì là cái mai cái rắn lông mình uống từ nhỏ luôn nè, trồng trong chậu luôn đó các bạn. Hoa nó nở nè, bông búp rất là ok. Cái này nuôi bình thường các bạn, chỉ nuôi phân thôi, không có dùng chất kích thích, nên tới giai đoạn này thì lá nó tương đối già và nó bị cháy thì các bạn là chỉ bình thường ha, không có vấn đề gì hết. Đặc biệt nó có một chùm nè, nếu mà nó nở gộ lên nè các bạn, bông búp nó rất là nhiều, nó nở gộ lên thì nhìn rất là đẹp ha. Thì tết nó nở đồng loạt thì mình sẽ quay để cho các bạn xem. Giờ xin mời các bạn xem cái bông nó nở dài thôi. Anh em xem video nhớ đăng ký ủng hộ cho kênh nha. Sẽ làm những video hay hơn nữa để gửi cho đến tất cả các anh em. Xin chào ha.